nào zoom vào từng một đem dấu đâu ạ? Em yêu phải. Em có khỏe không? Hỏi chứ. Hỏi. Em gửi tiền cho anh chưa? Chẳng hỏi. Tối qua em thấy anh thế nào? Chẳng hỏi. Chẳng hỏi. Em hạnh phúc chứ? Chẳng hỏi. Cái này không được dấu à? Không được dấu. Bây giờ anh không được làm dấu lên đây. Tiếp tục câu tiếp theo đi. Mỗi người đồng câu mà. Không phải, có người phải hả? Anh nhớ em quá, chấm than. Em yêu, em nhớ mua hộ giùm anh những món này nhé. Hai chấm. Cách dòng dòng thứ nhất. Xuống dòng phải lùi vào một đô. Tiếp đi hả? Em không biết. Chồng. Đây là một câu. Anh đang làm gì đó? Chồng hỏi nhiều đấy, mỏi. Chồng khác chứ đâu. Em à, chấm. Phải. Chồng là phải. Hôm qua anh gặp một con mèo mở ngoặc kép. Mở một đơn. Mở một đơn, con mèo sao? Mở một đơn rồi à, hoang đã một đơn đúng chuẩn đúng hoang đã một đơn lắm đi câu đi câu đi chưa có đủ câu đâu anh mà không đủ câu anh lên đây nó đang chấm với con mèo mở một kép hoang kia mở một kép mèo mở một kép là cái gì nhất là gì sai sai cơ bản ngữ pháp sáng nay mẹ bảo mở một kép sáng nay mẹ bảo cái hai chấm trước sửa được cả người viết